Tại nhà văn hóa dân tộc Bào Chinh, huyện Châu Đức đã diễn ra lễ cúng thần lúa năm 2018, hay còn gọi là lễ cúng dân va vào sáng nay. Nghi thức cúng thần lúa do đại diện lãnh đạo huyện Châu Đức và đại diện một số người có uy tín trong cộng đồng đồng bào dân tộc thực hiện. Đây là một nghi thức lâu đời và rất quan trọng với cộng đồng đồng bào dân tộc Châu Ro. Theo quan niệm của người Châu Ro, mọi nhà, mọi gia đình phải cúng nhang lúa mỗi khi thu hoạch mùa màng. Gia đình nào không thực hiện nghi lễ thì năm đó mùa màng sẽ bị thất thu. Vì vậy, sau khi thu hoạch vụ mùa xong, cũng là lúc đồng bào dân tộc bắt tay vào tổ chức nghi lễ cúng tạ ơn thần lúa. Lễ cúng danh va bắt đầu bằng nghi thức cúng tạ ơn thổ thần đất đai, nơi canh tác trồng trọt và rước danh va về nhà, thể hiện cho mong ước mùa màng bội thu, gia đình sung túc. Lễ vật được dâng lên thần linh gồm bồ lúa, bánh ống, bánh cặp, khoai lang, khoai môn, mấp rang, bông lúa nhiều hạt, rượu và hoa quả. Nghi thức cúng thần lúa diễn ra ở hai nơi, một là lễ cúng tại kho lúa và hai là lễ cúng ngoài kho lúa.